Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ đó mày. Hẹn anh em tối nay sẽ đánh trận tổng kim full luck nha anh em ơi. Hôm qua thì cũng full nhưng mà Khải bị kích luck bị sao á. Cái lúc có lúc không nó bị hết mất mười mấy cũng luck về sau đánh khoảng mất hết 10 phút sau. Không có luck đánh nè. Và ở video này thì Khải sẽ mua gia truyền nha anh em ơi. Nói chung là bữa giờ thấy gia truyền kháng cả 17 á, họ OLED bán á. OLED Xbox bán nè. Anh em có thể xem kênh của OLED, anh em cũng biết OLED bán với giá là 30 kim. Chung khá là ưng. Đâu, OLED bán 45 kim chứ. Bán 3 triệu 45 kim. Chung là Khải cũng ưng quá nè mày. Tại vì là Khải mua được cái áo hòa thổ này. Nên là Khải chỉ cần áo hòa thổ là có thể kích được cái đao rồi nè. Khải lấy cho chuyện cho anh em xem. Đó, Khải không mang cho chuyện thì nó vẫn kích rồi. Còn cho chuyện hòa thổ Khải đỡ ông rương rồi nè. Đây, là cho chuyện thổ Khải này. Anh em nhìn sơ qua, nói chung ai cũng luôn á, ai cũng luôn thì anh em chỉ cần mang một món thổ thôi. Một món thổ thôi thì nó có thể kích được cái đao hai dòng, dòng 2 rồi. Này. Nên là Khải muốn xúc gia truyền của OLED. À, anh em thấy kích chưa? Kích rồi, nên là Khải xúc gia truyền OLED kháng cả 17 cho nó trâu nè. Và gia truyền OLED thì rau 45 kim, bữa giờ thì cũng khá là ưng. Nên nỉ OLED giao dịch 1 triệu mà OLED không bán. Thì thôi bây giờ thì cũng anh em nói chuyện xong xuôi rồi. OLED bán Khải 30 kim. Ok, đã Khải lấy kim 2, 3, 5, 6, 10. Ok, 30 kim. Giao dịch cái gia truyền này, gia truyền No 1 anh em ơi. Nói chung là kháng tất cả 17 một dòng thôi. Nhưng mà đối với Khải nó là hiện tại bây giờ nó là No 1 server anh em. Hiện tại đối với Khải nó là gia truyền No 1 server anh em. Là tới Khải với lại OLED mua lại cái ngọc bội của Khải. Ngọc bội kháng tất cả, ấy ngọc bội mình bắn 3. Thì Khải cho anh em xem. Nói chung là bù qua bù lại cũng được. Đây OLED mua lại cái ngọc bội mình bắn 3 của Khải với giá 5 kim. Nói chung là thôi ok, anh em hợp tình hợp nghĩa thì mình đổi rồi mình bán nhau thôi. Đây. Rồi, 5 kim thì Khải sẽ cắt lại 5 kim. Rồi, đây. Khải tặng thêm OLED 500 xu. Đó, nói chung là tặng như anh em làm quà chơi. Khải sẽ đưa OLED là 25 kim na, 25 kim. Phải 5. Tặng cái này tặng 500 kim, 500 xu riêng nè, tặng riêng OLED thôi. Coi như là hoa hồng bán gia truyền thì cũng như là anh em giao lưu. Rồi. Rồi, đang đợi ở thành đô bán ngựa nha anh em, chờ chút. Ok anh em, đây rồi rồi, OLED rồi này. Vô lấy gia truyền đi ông nội. Rồi đồ rồi. Bữa nay thì OLED chơi thiếu lâm anh em ơi. Bữa nay OLED chơi thiếu lâm. Đang có set may mắn cũng khá ok. 3 1 với ngập bội Khải nữa thì nói chung là cũng đủ set 7 cho OLED chan. Chung là anh em cũng hỗ trợ qua lại. Hôm trước Khải không định bán rồi em ơi. Hôm trước Khải là định đỡ thiếu lâm Khải xài á. Sau này nói chứ OLED cũng nói ngỏ ý mua nên là thôi bán rẻ OLED 5 kim. Nhưng mà 5 kim nhưng mà Khải bớt OLED 500 xu. Nên là Khải cầm thêm 500 xu này cho OLED là đủ giá truyền kháng cả 17 kia là 30 kim. 5, 10, 15, 20, 25. Đúng rồi. Đó. Đây là cái đó là bù trừ 5 kim này. À, cái này là 5 kim này. Rồi, đây gia truyền này em ơi, gia truyền một dòng một thôi. Nhưng mà đối với Khải nó hiện tại nó là No 1 server nhưng mà tất cả server hiện tại server này thì Khải thấy chỉ có một gì mình server cái gia truyền này nó là đang No 1 thôi. Chưa có gia truyền nào kháng tất cả mà trên 15 16 cả anh em. Nhưng mà tại vì đối với con ạc con lôn của Khải á thì Khải đã mang cái áo hòa thổ rồi thì nó kích được cái dòng sát thương từ vũ khí rồi. Còn lại gia truyền Khải chỉ mang một loại gia truyền gì cũng được anh em. Cứ kháng tất cả cao càng trâu anh em. Đó. Là Khải phải nói chung cũng đầu tư mua cái gia truyền này của OLED. Bởi OLED cũng ra cũng khá là lâu, cái này cũng hơn một tuần. Không một tuần rồi, dây này OLED rất hơn một tuần rồi ấy. Nhưng mà chưa được giá nên chưa bán. Nói chung là Khải là người cũng khá là may mắn. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 25. 25 như kèm bữa này là 30 kim. Đó. Đấy, anh em thấy chưa? Nói chung là OLED cũng có livestream trên kênh YouTube anh em. Anh em có thể gõ OLED Xbox nữa, cũng như tiêu đề video của Khải, anh em có thể ghé ủng hộ OLED một view ủng hộ nha mọi. Nói chung là gia truyền này thì Khải cũng khá là ưng ý rồi. Rồi, nói chung là cũng cảm ơn OLED, cảm ơn anh em rất nhiều. Còn cái này là bù trừ 5 kim này, còn bên này là 25 kim. Rồi, xúc. Quá chất anh em, quá chất luôn anh em ơi. Đây, mang cho anh em xem. Gia truyền này mang vào. Trời ơi, trâu vãi nồi, anh em nhìn đẹp chưa? Quá đẹp luôn anh em ơi. Nói chung là Khải là kích được rồi, nên là Khải chỉ cần gia truyền khá cả càng cao càng tốt nè. Tầm này gọi là quá trâu luôn nè.
Ok luôn, gia truyền này sẽ là gia truyền nô 1, khá sẽ khó luôn nha anh em. Gia truyền này là gia truyền nô 1 server này. Đó, khó luôn, khó luôn. Những món nô 1 khá sẽ khó nha anh em. Đó, khó này. Khó. Đây, cái giày nô 1, cái hôm qua anh em có thể xem Khải mua xấu kim này. Đấy, sử dụng lực hàng hóa 25. Rồi cái đao này nô 1 thì Khải hơn 3 triệu hơn nè. Hơn 3 triệu hơn ra được cái đao này. Chưa tính foil là cái đao này vị trí phải hơn 3 triệu rưỡi 4 triệu anh em. Gần 3 triệu rưỡi 4 triệu ấy. Rồi, giá trị này Khải mới mua LED là 2 triệu nè. 2 triệu với giá 2 triệu Khải thấy cảm giác nó rất là ok, rất là rẻ. Không được, không có mắc lắm. Tại vì server này tầm này thì nó là nô 1 rồi. Còn áo này chỉ là nô 2 thôi. Đó, anh em cùng xem server sẽ đồ một lần nữa. Đó. Bao tay. Nhẫn. Nói chung là hiện tại Khải đang sẽ sắm thêm nhẫn với ngọc bội một tí nè. Nó hơi cùi một chút. Rồi, ok. Và anh em xem clip này đừng quên để lại cho Khải và OLED một like, chia sẻ ủng hộ video nha mọi người. Ok, cảm ơn rất nhiều với mọi người. Hẹn em tối nay 21 giờ tối nay chúng ta sẽ tống kim full lag nha mọi người. Khải đã chuẩn bị tất cả full lag rồi anh em xem này. Tối nay sẽ quay một trận tống kim cố gắng lên top hơn top 5 nữa nha anh em. Hôm qua thì cũng là top 5 thôi. Đó, lag anh em Khải đều chuẩn bị lag các kiểu rồi. Hôm qua thì cũng đánh khoảng 8 lag nhưng mà chỉ được top 5 thôi mọi người. Tối nay Khải sẽ cố gắng lên top cho anh em xem nha. Hơn top 5 nha anh em ơi. Ok, xem clip đừng quên để lại một like, chia sẻ với em. Anh em ơi, bye bye anh em, bye bye mọi người. Bye bye mọi người.